bốn nữ sinh đại học cùng thích một thầy giáo. Nhưng thầy giáo chỉ thích một người trong số họ. Vì thế mà cô gái đó bị các bạn cùng phòng báo thù. Bọn họ đánh đập cô gái tàn bạo. Con nhỏ sáp nến nóng lên người cô. Thầy giáo biết chuyện này và nổi giận. Để giúp Nhược Mẫn không bị bắt nạt, thầy giáo gọi các cô kia đến văn phòng trách mắng. Hành vi các em bắt bạt bạn Nhược Mẫn phải dừng lại ngay, nghe thấy chưa? Nếu không tôi sẽ báo hiệu trưởng. Ngày mai đình chỉ học các em. Ba nữ sinh bùm nói vâng ạ. Nhưng vừa mới về phòng, chúng lại xé quần áo của Nhược Mẫn, rồi tuyệt tình chế giễu quan hệ của cô với thầy giáo. Chuyện mày chim chuột với Liễu Như Thanh bọn tao đều thấy cả rồi. Chúng mày cứ được tao báo với trường đi. Tôi vô tội mà. Mày mà vô tội. Cô gái khẩn khoản cầu xin. Nhưng đám bạn cùng phòng không tha cho cô, còn cảnh cáo không được phép nói với ai về chuyện bị bắt nạt, thậm chí còn bắt cô tìm cách đuổi thầy khỏi trường. Ngày hôm sau, Nhược Mẫn làm theo lời chúng đi hẹn gặp riêng thầy giáo. Thầy Liễu, thầy có thích em không? Sao em lại gây chuyện nữa? Mau về đi, em biết thầy thích em. Em đừng như vậy, em muốn làm gì? Thầy Liễu, em thích thầy. Nhưng thầy còn chưa kịp nói gì, cô gái đã bắt đầu cởi quần áo. Sau đó, cô chạy ra ngoài cửa, bắt đầu màn kịch của mình. Có người xâm hại nữ sinh. Có người xâm hại nữ sinh, làm gì vậy? Và như thế, thầy giáo rơi vào bẫy của bốn nữ sinh. Cuối cùng bị gán tội xâm hại nữ sinh và bị sa thải. Nhiều năm sau, bốn nữ sinh lại tụ tập với nhau. Chúng cảm thấy dằn vặt vì chuyện đã gài bẫy thầy. Thế là bốn đứa gom tiền để tặng cho thầy, coi như là đền tội cho thầy. Nhưng không lâu sau, chuyện quái lạ đã xảy ra. Bốn nữ sinh lần lượt chết thảm. Một người bị nhiễm virus trong chuồng gà, một người bị hung thủ cắn nát họng, còn một người bị thiêu sống thành than. Chỉ có cô gái bị bạo lực năm ấy thì nhảy lầu tự tử, may mắn sống sót và trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án mạng liên hoàn. Nhờ thành tích học tập tốt, thường bị bạn cùng phòng đánh đập, bọn chúng không chỉ xé quần áo để sỉ nhục cô, lại còn nhỏ sáp nến nóng lên người cô. Ngay cả thầy giáo cũng thường xâm hại cô. Nhưng vì thời gian dài bị bắt nạt, khiến cho kết quả học tập tụt dốc. Đáng lẽ cô có một tương lai sáng lạn, cuối cùng lại làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Cũng may cô có sắc đẹp, được một tướng quân hơn cô 20 tuổi mê mẩn. Tướng quân đem cô về nhà nuôi. Dù không danh không phận, nhưng tướng quân vô cùng chiều chuộng cô. Cô tưởng rằng mình đã được sống những ngày sung sướng. Kết cục lại vấp phải sự đố kỵ của bà cả. Lại thêm trước đó bị thầy giáo xâm hại dẫn đến không thể sinh con. Cho nên cô như là kẻ ăn xin trong phủ tướng quân. Cho đến hôm ấy, cô gặp lại những người bạn đã bắt nạt mình. Họ thấy cô một bước bay lên làm phượng hoàng, bèn định nọt làm thân với cô. Nhưng sau lưng thì nói cô chẳng ra gì, làm bồ nhí thôi mà. Trước thì quyến rũ thầy giáo, giờ thì quyến rũ tướng quân. Đây đúng là chó không quên thói ăn cứt. Tôi khuyên các cậu cung kính cô ta tí đi, ngộ nhỡ cô ta tính sổ chuyện cũ đấy. Cô gái nghe lời họ nói mà không chịu nổi. Cô có kết cục hôm nay đều là nhờ họ ban tặng. Vì vậy cô quyết định bắt họ phải trả giá xứng đáng. Nhiếp Tiểu Thụy từng bắt cô ăn thịt sống, thế là cô bắt cô ta ăn gà sống, cuối cùng bị nhiễm bệnh, chết trong chuồng gà. Trần Hoài Nhu cướp mất bạn trai cô. Cô khiến cô ta bị đàn ông cắn chết. Mã Ngọc Lâu đổ sáp nến vào người cô. Thế là cô thiêu cô ta thành than. Còn người thầy đã xâm hại cô ta, cô khiến thầy ly tán vợ con. Tôi bắt họ phải trả gấp 10 lần. Họ thật đáng hận. Nhưng tội không đáng chết. Tội không đáng chết ư? Các người nhìn xem, đây chính là tội ác họ làm trên người tôi. Những vết sẹo xấu xí này vĩnh viễn không xóa được. Họ đã hủy hoại cả đời tôi. Cố Viễn nghe Nhược Mẫn nói mà thấy tiếc cho cô. Nhưng trước pháp luật, ai cũng như ai, anh phải đưa Nhược Mẫn về chịu tội. Lúc này tướng quân đột nhiên chạy tới, Nhược Mẫn lao vào vòng tay ông mà khóc. Tướng quân hứa chỉ cần có ông ở đây không ai dám động đến cô. Nhưng sau đó bà cả bước ra. Bà cho ông biết mấy hôm nữa, cấp trên sẽ đi thị sát. Tuyệt đối không được để con tiện nhân này ở lại, mà hủy hoại thanh danh. Tướng quân nghe xong liền đẩy Nhược Mẫn ra. Nhược Mẫn rơi vào tuyệt vọng. Cô muốn được ôm tướng quân một lần trước khi đến phòng tuần bổ. Nhược Mẫn, tướng quân, hẹn gặp lại. Sau một tiếng súng nổ, Nhược Mẫn ngã xuống vũng máu. Người cha không tôn trọng con dâu, nào ngờ bị con trai nhìn thấy. Anh ta không nói câu nào, cầm cây đao nặng chục cân chém chết cha mình. Để che đậy tội giết cha cho con trai, người mẹ ra lệnh cho người chôn xác chồng trong núi. Thì ra lão già đó làm rể trong nhà họ Ngô. Để được thừa kế gia sản, ông phải đổi cả họ. Nhưng người vợ vẫn khinh thường ông, thường ngày hay đánh đập lão gia, chưa từng cho ông ngủ cùng phòng với mình. Cho đến một hôm, ông nhìn thấy một cô gái bán mình mai táng cha. Ngô lão gia tốt bụng muốn giúp cô an táng cha. Cô gái muốn báo đáp nên đồng ý lấy Ngô thiếu gia. Được Ngô thiếu gia chiều chuộng vô cùng. Nhưng Ngô lão gia lại nổi lòng tà dâm, dám sờ soạn người con dâu. Kết quả là bị đứa con trai ngu ngơ bắt gặp. Thấy vợ mình bị bắt nạt, cậu con trai ngu ngơ không nói gì, chỉ cầm cây đạo trong tay tượng Quan Công, chém chết cha mình ngay tại trận. Sau đó Ngô phu nhân giúp con trai che đậy tội lỗi, bàn chôn xác chồng trong núi. Cho đến khi tuần bổ điều tra ra sự thật, Ngô phu nhân còn nhận tội thay con. Nhưng khi bà đến hiện trường chôn xác, thi thể của Ngô lão gia đã biến mất tăm, không tìm thấy xác. Không thể nào, tôi chôn ở đây mà chỉ tìm thấy một mảnh da người. Da người, một cái xác người sai lại biến thành đống da người.
Cố Viễn dùng chó nghiệp vụ để tìm xung quanh, kết quả tìm được một chiếc bông tai và đào được một cái khăn choàng ở gần đó. Cái khăn choàng phụ nữ dính máu, họ nhận ra đây là khăn choàng của con dâu nhà họ Ngô. Trước chứng cứ rõ ràng, con dâu đành phải nói ra sự thật, hóa ra là sau khi xảy ra chuyện, cô rất sợ. Cô mong muốn một gia đình yên ổn để giúp chồng không bị vào tù. Cô làm theo tin tức lột da người trên báo, âm thầm đi đào xác bố chồng lên, sau đó lột từng lớp da của ông ta ra. Tôi tưởng kế hoạch của mình sẽ không ai biết, việc đến nước này, tôi tình nguyện chịu hình phạt. Cuối cùng cô bị bắt vì tội phá hoại thi thể. Nhưng trước khi vào tù, cô yêu cầu được gặp chồng lần cuối. Phu nhân, tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Hưng Nghiệp, chàng ở trong đấy phải chăm lo tốt cho mình. Bất kể đến lúc nào, em cũng sẽ chờ chàng ra ngoài. Chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Cứ tưởng có thể kết án tại đâu. Nhưng lúc này cô gái phát hiện ra mình đã mang thai. Nhưng cô mới kết hôn 3 ngày. Đứa bé này từ đâu mà ra? Tạ Uyển Oánh từ đầu đến cuối chưa nói câu nào thật cả.